điều động, bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo mới tại Thái Nguyên và Tây Ninh. Ngày 18 tháng 7, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định số 1685/QĐ-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Mạnh Hà, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Thái Nguyên và phân công làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Cùng ngày, tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh. Kết quả, với tỷ lệ trên 90% phiếu bầu, ông Nguyễn Văn Phước trúng cử Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Văn Phước cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã quan tâm, tin tưởng giao trọng trách mới. Ông hứa sẽ không ngừng nỗ lực, nâng cao năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị, đoàn kết cùng ban lãnh đạo, viên chức, người lao động vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.